xin chào các em cô tự giới thiệu cô là nguyễn thị ngọc loan giáo viên môn ngữ văn trường trung học phổ thông kim động cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay các em thân mến chắc hẳn các em đã từng biết đến bài nghe thầy đọc thơ với những vần thơ rất giản dị thân thương em nghe thầy đọc bao ngày tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà mái trèo nghiêng mặt sông xa bâng khuâng nghe tiếng vọng bà năm xưa nghe trăng thở động tàu dừa rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời đó là sự cảm nhận của nhà thơ thần đồng trần đăng khoa lúc 9 tuổi khi nghe thầy đọc thơ còn với các em khi đến với một tác phẩm văn học các em thường tiếp nhận như thế nào và quá trình tiếp nhận văn học có điều gì đặc biệt Hôm nay, cô trò chúng ta đi tìm hiểu tiếp bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học. Ở tiết học trước, các em đã được học phần 1 La Mã, giá trị văn học với ba giá trị đặc trưng cơ bản: giá trị nhận thức, giá trị giáo dục, giá trị thẩm mỹ để đạt được những giá trị chân, thiện, mỹ ấy thì quá trình tiếp nhận văn học đóng vai trò quyết định. Giờ học này, cô sẽ cùng đi hướng dẫn các em đi tìm hiểu sang phần 2 La Mã, tiếp nhận văn học với ba nội dung cơ bản nội dung thứ nhất tiếp nhận trong đời sống văn học nội dung thứ hai tính chất tiếp nhận văn học nội dung thứ ba các cấp độ tiếp nhận văn học bây giờ các em chuyển sang nội dung thứ nhất tiếp nhận trong đời sống văn học như chúng ta đã biết văn học là một loại hình nghệ thuật đời sống văn học luôn có mối quan hệ qua lại giữa tác giả tác phẩm người tộc trong đó tác giả là chủ thể sáng tạo, tác phẩm là phương tiện truyền bá, người đọc là chủ thể tiếp nhận. Và nhìn vào mối quan hệ này, các em dễ dàng nhận ra tác phẩm là cầu nối giữa tác giả với người đọc, giữa chủ thể sáng tạo với chủ thể tiếp nhận. Từ xưa đến nay, chúng ta luôn đồng nhất đọc với tiếp nhận văn học. Hai khái niệm này thực chất nó có sự khác biệt. Vậy chúng ta phân biệt đọc với tiếp nhận văn học như thế nào? Khái niệm tiếp nhận rộng hơn đọc. Đọc là một hình thức để tiếp nhận văn học. Ngoài ra, khi tiếp nhận tác phẩm văn học, chúng ta có thể tiếp nhận bằng nhiều hình thức khác nhau như nghe đọc truyện, đọc thơ, xem diễn sướng. Và ý thứ hai ta có thể dễ dàng hiểu được nếu như tiếp nhận bằng hình thức đọc thì đọc chỉ là khâu đầu tiên của quá trình tiếp nhận văn học. Vậy tiếp nhận văn học là gì? Chúng ta cùng đi vào khái niệm tiếp nhận văn học. Tiếp nhận văn học chính là quá trình người đọc hòa mình vào tác phẩm, rung động với nó, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật được dựng lên bằng ngôn từ, lắng nghe tiếng nói của tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ sáng tạo. Vậy để hiểu rõ hơn về khái niệm tiếp nhận văn học, cô trò chúng ta hôm nay hãy hòa mình để lắng nghe, để thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ qua ví dụ sau. Cô có một đoạn văn. Trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên những mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ. Đám trẻ con đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bồi hồi đoạn văn trên được trích trong truyện ngắn vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài các em có cảm nhận về đoạn trên văn trên như thế nào các em chú ý những từ cô đã gạch chân trên, trên bảng Với những từ ngữ hình ảnh trên, tác giả đã đưa người đọc hòa mình đắm chìm vào không khí của ngày Tết ở vùng núi cao Tây Bắc. Rực rỡ màu sắc, rộn rã âm thanh, tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Đằng sau bức tranh ấy, chúng ta còn có thể lắng nghe tiếng lòng của nhà văn, đó là tình yêu với đất và người Tây Bắc. Cũng qua đoạn văn trên, chúng ta còn có thể thưởng thức được cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ qua bút pháp miêu tả. Từ ví dụ trên, các em có thể thấy, tiếp nhận văn học là một hoạt động tích cực của cảm giác, tâm trí người đọc nhằm biến văn bản thành thế giới nghệ thuật trong tâm trí mình. Đúng như Mark Engel gọi, đó là quá trình sản xuất tinh thần. Vậy, hoạt động tiếp nhận văn học có những đặc điểm tính chất gì chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai tính chất tiếp nhận văn học xét về bản chất tiếp nhận văn học là một quá trình giao tiếp giữa tác giả với người tiếp nhận giữa người viết với người đọc giữa người nói với người nghe giữa người bày tỏ với người sẻ chia cảm thông và quá trình giao tiếp này nó vượt qua cái giới hạn không gian và thời gian các em thân mến ở lớp 10 các em được được học bài thơ độc tiểu thanh ký của nguyễn du ta thấy nguyễn du và tiểu thanh hai con người sống ở hai thời đại hai đất nước khác nhau nhưng khi nguyễn du cầm trên tay và đọc được cái bản di cảo của tiểu thanh thì nguyễn du đã thể hiện cái tấm lòng tri ân đồng cảm sâu sắc với một con người tài hoa bạc mệnh thương người rồi lại thương mình. Nguyễn Du cũng là một con người có rất nhiều những ưu tư trong cuộc đời và ông cũng khao khát được tri âm đồng cảm ở những thế hệ sau. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như dịch thơ. Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa người đời ai khóc tố như chăng. Nhưng không cần đến ba trăm năm, là vào năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du, Tố Hữu đã viết bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du để tỏ lòng tri ân sâu sắc của một độc giả đời sau đối với tác giả truyện Kiều. Tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời ngàn thu. Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ Du những ngày. Như vậy, sau khi chết Tiểu Thanh đã gặp được sự đồng điệu ở Nguyễn Du Còn cũng không cần đến 300 năm Nguyễn Du cũng đã tìm được sự đồng điệu ở Tố Hữu. Vậy cái đích trong giao tiếp văn học đây đó là gì? Là sự đồng điệu về tâm hồn Với người đọc và người tiếp nhận Cái sự đồng điệu ấy có khi là sự đồng điệu tuyệt đối Như Trung Tử Kỳ và bá nha thời xuân thu. Trung Tử Kỳ đàn cho bá nha nghe. Bá nha thấu hiểu được sông núi, biển trời. Sau khi bá nha mất, Trung Tử Kỳ không một lần nào chơi đàn nữa và đã đập cây đàn của mình đi. Nhưng sự gặp gỡ đồng điệu xưa nay không hề dễ gặp, như Cao Bá Quát đã từng nói, nỗi xưa nay Nỗi khổ của người ta không gì bằng chữ tình Cái khó ở đời không gì bằng sự gặp gỡ Giao tiếp trong văn học Không phải lúc nào cũng là sự đồng điệu tuyệt đối Có khi chỉ là sự đồng điệu chi âm Ở một khía cạnh nào đó Đọc truyện Kiều Có người không tán thành với quan niệm Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau của Nguyễn Du, nhưng vẫn có thể chia sẻ với nỗi đau thời thế, với nỗi đau nhân thế, nỗi đau về một con người tài hoa bạc mệnh. Vậy vì sao trong giao tiếp văn học khó có được sự đồng điệu tuyệt đối giữa người đọc và chủ thể sáng tạo như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta đi tìm hiểu những tính chất cơ bản của tiếp nhận văn học tính chất thứ nhất tính cá thể hóa tính chủ động tích cực của người tiếp nhận a à, tính cá thể hóa của người tiếp nhận tiếp nhận văn học là một hoạt động được tiến hành bởi cá nhân độc giả vì vậy nó mang dấu ấn chủ quan của người tiếp nhận vậy theo em những yếu tố chủ quan nào của cá nhân ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận văn học ở trong sách giáo khoa đã trình bày ba yếu tố của cá nhân ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận văn học. Đó là yếu tố thứ nhất, năng lực sở thích. Yếu tố thứ hai, lứa tuổi, trình độ, học vấn, kinh nghiệm sống. Yếu tố thứ ba, khuynh hướng, tư tưởng, tình cảm, vị yếu, thẩm mỹ. Nói như lâm ngữ đường trong sống đẹp. Tuổi trẻ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ lá. Lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân. Tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài câu nói ấy có nghĩa rằng càng lớn tuổi vốn sống vốn kinh nghiệm sự hiểu biết càng nhiều thì việc đọc sách càng có hiệu quả tuy nhiên không phải cứ ai từng trải thì cũng hiểu biết được sâu sắc tác phẩm và nếu như người trẻ tuổi mà biết tự bồi dưỡng nâng cao trình độ vốn hiểu biết học vấn kinh nghiệm sống của mình thì vẫn có thể hiểu sâu sắc được giá trị của tác phẩm. Để làm rõ hơn về yếu tố chủ quan chi phối quá trình tiếp nhận, chúng ta cùng xét một ví dụ sau. Chúng ta vừa học xong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, chắc hẳn hình ảnh người đàn bà hàng trài đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người đọc chúng ta. Và để đánh giá, nhìn nhận về người đàn bà hàng chài có rất nhiều những ý kiến đánh giá khác nhau. Có người cho rằng chị là người đáng thương bởi chị phải sống trong một cuộc đời lam lũ, nghèo khổ, thường xuyên bị chồng đánh, cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Nhưng có người lại cho rằng chị là người đáng trách bị chồng đánh hành hạ như vậy mà chị cứ cam chịu nhẫn nhục không hề chống trả hay kêu than khi tránh án đầu tỏ ý giúp đỡ ủng hộ và khuyết chị bỏ chồng thì chị lại quỳ lạy van xin sẵn sàng chịu tội sẵn sàng bỏ tù nhưng kiên quyết không chịu bỏ chồng phải chăng chính chị là người đã tiếp tay cho cái ác và cũng có người thì lại đánh giá trị là người đáng cảm phục bởi đằng sau sâu thẳm tâm hồn của một con người cằn cỗi ít học đó là một tấm lòng bao dung là một tình mẫu tử thiêng liêng là một người phụ nữ trải đời sâu sắc thấu hiểu lẽ đời từ ví dụ trên chúng ta có thể thấy yếu tố chủ quan của người tiếp nhận ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiếp nhận văn học tác phẩm văn học là sản phẩm tinh thần của nhà văn nhưng sự sống của nó còn phụ thuộc vào người tiếp nhận trong đó có tính chủ động tính tích cực của người tiếp nhận như các em đã biết tác phẩm văn học miêu tả cuộc sống rất chi tiết sinh động nhưng nhà văn vẫn còn để những chỗ mơ hồ bỏ lửng bằng khả năng chi giác quan sát cảm nhận của mình người tiếp nhận sẽ làm rõ những niềm mờ lấp đầy những khoảng trống điều đấy có nghĩa rằng người tiếp nhận ở đây không phải tiếp nhận thụ động một chiều tác phẩm văn học mà còn là người đồng sáng tạo với tác giả đôi khi sự sáng tạo của người tiếp nhận đã đem đến cho tác phẩm những ý kiến mới ngoài dự kiến của nhà văn và điều này được chế lan viên khái quát rất rõ trong bài thơ mình và ta mình là ta đấy thôi ta vẫn gửi cho mình sâu thẳm mình ư ừ, lại là ta đấy ta gửi cho mình nên thành lửa cháy ta gửi viên đá con mình dựng lại nên thành ở bài thơ này ta dễ dàng nhận ra ta là tác giả là chủ thể sáng tạo còn mình là độc giả là chủ thể tiếp nhận giữa mình và ta có sự gặp gỡ trong tâm hồn nếu như hai câu thơ trên nhà thơ nhấn mạnh sự đồng điệu trong tâm hồn thì hai câu thơ dưới nhà thơ nhấn mạnh đến quá trình đồng sáng tạo của độc giả tác giả gửi cho mà người tiếp nhận nên thành lửa cháy, tác giả gửi viên đá con mà người tiếp nhận dựng lại nên thành. Chính vì tính tích cực, chủ động của người tiếp nhận trong khi tiếp nhận tác phẩm văn học, cho nên người tiếp nhận đã làm cho tác phẩm thêm sinh động, đầy đặn, hoàn chỉnh. Nghĩa là người tiếp nhận đã làm tăng cái sức sống cho tác phẩm văn học kem thân mến người phương tây thường nói một nghìn bạn đọc thì có một nghìn hamlet ở việt nam nguyễn du chỉ sáng tạo nên một thúy kiều nhưng đã có hàng nghìn hàng vạn nàng kiều khác nhau trong lòng mỗi người đọc đó chính là tính chất thứ hai trong quá trình tiếp nhận văn học tính đa dạng không thống nhất trong tiếp nhận văn học tính đa dạng không thống nhất là gì là cùng một tác phẩm nhưng có nhiều cách cảm thụ đánh giá khác nhau thậm chí ở cùng một người ở những thời điểm khác nhau ở những tâm trạng khác nhau thì có những cách cảm nhận khác nhau nguyên nhân vì sao lại dẫn đến tính đa dạng không thống nhất như vậy nguyên nhân thứ nhất là về phía tác phẩm. Văn học là nghệ thuật ngôn từ hàm xúc đa nghĩa. Tác phẩm văn học tái hiện đời sống qua thế giới hình tượng, mà hình tượng văn học thì phi vật chất, ta không thể nhìn thấy, ta cũng không thể nghe thấy, ta chỉ có thể cảm nhận bằng sự tưởng tượng, bằng sự hình dung, mà sự hình dung tưởng tượng của mỗi con người là không giới hạn. Người ta có thể chiêm ngưỡng bằng mắt vẻ đẹp của nàng Mona Lisa trong bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci, ta cũng có thể lắng tai để thưởng thức những bản nhạc kinh điển của Beethoven. Nhưng với Nguyễn Du, bằng tài năng sử dụng ngôn từ mà ông đã làm hiền hiện lên trước mắt người đọc vẻ đẹp sắc nước hương trời của Thúy Kiều qua hai câu thơ Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh và cũng bằng nghệ thuật ngôn từ của nguyễn du ta cũng có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc trong âm thanh tiếng đàn của thúy kiều trong như tiếng hạc bay qua đục như nước suối mới xa nửa vời tiếng thưa như gió thoảng ngoài tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa qua những vần thơ trên ta có thể thấy được vẻ đẹp của nàng kiều ta có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc trong âm thanh tiếng đàn của thúy kiều chỉ bằng trí tưởng tượng mà trí tưởng tượng của mỗi người là vô hạn đó là nguyên nhân thứ nhất về phía tác phẩm nguyên nhân thứ hai là về phía người tiếp nhận mỗi người tiếp nhận là một chủ thể có những đặc điểm riêng về vốn sống kinh nghiệm lứa tuổi giới tính trình độ và tất cả những yếu tố đó chi phối cách nhìn nhận, đánh giá đối với một tác phẩm. Để làm rõ hơn về điều này, chúng ta cùng nhau xét ví dụ. Ở lớp 11, các em đã được học bài thơ đầy thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, chắc hẳn các em còn nhớ đến câu thơ mơ khách đường xa, khách đường xa. Theo các em, khách đường xa là ai? Có rất nhiều cách hiểu hình về hình ảnh khách đường xa. Có người cho rằng hình ảnh khách đường xa là người con gái thôn vĩ mà tác giả ngày đêm khắc khoải đợi chờ mong ngóng. Niềm khao khát đó của Hàn Mặc Tử nó không chỉ tồn tại trong ý thức mà nó còn luôn thường trực trong tiềm thức và đi cả vào trong những giấc mơ. Và có người lại cho rằng khách đường xa đây chính là một người con gái nào đó đã từng đi qua trong cuộc đời của Hàn Mặc Tử. Và trong hoàn cảnh Hàn Mặc Tử phải sống trong cái thế giới của lãnh cung chia lìa này thì những hoài niệm xưa bỗng ùa về. Và cũng có người cho rằng khách đường xa là chính hình ảnh của Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử luôn có mặc cảm về thân phận mình và ông đã tự nhận mình là khách đường xa của thế giới ngoài kia đầy sự sống niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng có người lại cho rằng hình ảnh khách đường xa kia có thể chỉ là một niềm khao khát tri âm của hàn mặc tử về một ai đó có thể ngược dòng quay về với mình qua ví dụ trên ta thấy dù hiểu theo nghĩa nào thì hình ảnh khách đường xa vẫn thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết mà đau đớn của Hàn Mặc Tử. Vậy ta có thể thấy, mặc dù quá trình tiếp nhận văn học nó luôn đa dạng không thống nhất, nhưng người đọc phải hướng đến một cái chuẩn chung, hướng đến giá trị đích thực của tác phẩm và phải làm cho tác phẩm đó được tỏa sáng trên đây là chúng ta đã đi tìm hiểu những tính chất cơ bản trong quá trình tiếp nhận văn học vậy khi tiếp nhận tác phẩm văn học chúng ta cần đạt được những cấp độ nào chúng ta cùng nhau chuyển sang nội dung thứ ba các cấp độ tiếp nhận văn học cô có một ngữ liệu sau đây một bài thơ rất quen thuộc với các em bài thơ bánh trôi nước của hồ xuân hương Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát, mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Với bài thơ này, cô có ba câu hỏi như là một bài đọc hiểu cho các em dễ hình dung. Câu hỏi số 1, hình ảnh bánh trôi nước gợi em liên tưởng gì đến vẻ đẹp và thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa? Câu 2, bài thơ thể hiện thái độ tình cảm gì của tác giả? Câu 3, bài thơ có những đặc sắc gì về nghệ thuật từ thân phận của người phụ nữ xưa? Em có suy nghĩ gì về người phụ nữ trong xã hội ngày nay? Giờ đây chúng ta cùng đi tìm hiểu câu hỏi từng câu hỏi một. Câu thứ nhất. Hình ảnh bánh trôi nước gợi em liên tưởng gì đến vẻ đẹp và thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa? Nếu như những từ trắng tròn lòng son gợi ra vẻ đẹp của người phụ nữ thì những cụm từ bảy nổi ba chìm rắn nát lại gợi nên cái thân phận bấp bênh chìm nổi phụ thuộc của người con gái trong xã hội xưa trả lời được câu hỏi này tức là chúng ta đã cảm nhận được ở cấp độ thứ nhất Cảm thụ chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, nội dung trực tiếp của tác phẩm văn học. Đây là cách tiếp nhận đơn giản nhất và phổ biến nhất khi các em đến với một bài thơ. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Bài thơ thể hiện thái độ tình cảm gì của tác giả? Một người phụ nữ đẹp như vậy, đẹp cả về ngoại hình và phẩm đẹp cả về phẩm chất tâm hồn đáng lẽ phải được yêu, được trân trọng, được hạnh phúc. Ấy vậy mà, cuộc đời lại bất hạnh, số phận lại bấp bênh. Vì thế mà tấm lòng của tác giả dành cho họ là sự cảm thông, thương xót, trân trọng. Đồng thời, tác giả còn lên án, phê phán, xã hội phong kiến đã tra đạp lên cái đẹp và quyền sống của con người. Đặc biệt là người phụ nữ. Trả lời được câu hỏi số 2, tức là các em đã đến được với cấp độ thứ hai trong quá trình tiếp nhận. Cảm thụ qua nội dung trực tiếp để thấy nội dung tư tưởng của tác phẩm, hiểu được cấp độ thứ hai nghĩa là các em đã hiểu được ở mức độ cao hơn của tác phẩm. Nghĩa là Chúng ta đã lắng nghe được tiếng nói của tác giả, nhưng quá trình tiếp nhận văn học không chỉ dừng lại ở đó. em tìm hiểu tiếp câu hỏi số 3. Bài thơ có đặc sắc gì về nghệ thuật từ thân phận người phụ nữ xưa, em có suy nghĩ gì về người phụ nữ trong xã hội ngày nay? Chúng ta vào trả lời ý thứ nhất. Nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ đó là ngôn từ giản dị, hình ảnh ẩn dụ, đa nghĩa. Tác giả sáng tạo những chất liệu, ngôn từ từ văn học dân gian. Và trả lời ý thứ hai. Từ thân phận người phụ nữ xưa, em có hiểu gì về người phụ nữ trong xã hội ngày nay? Các em thân mến, nếu như người phụ nữ trong xã hội xưa chịu phụ thuộc thì người phụ nữ trong xã hội này được tự chủ, được quyết định cuộc đời của mình. Nếu như người phụ nữ trong xã hội xưa luôn bị áp bức bất công, thì người phụ nữ trong xã hội này được bình đẳng, bình quyền, được khẳng định vị trí, vai trò, giá trị của mình trong xã hội. Vậy, trả lời được câu hỏi số 3, nghĩa là các em đã đến được với cấp độ cao nhất trong quá trình tiếp nhận văn học là cảm thụ chú ý đến cả nội dung và nghệ thuật, thấy rõ được sự tác động tích cực của tác phẩm đối với người đọc và cuộc sống xã hội con người. Vậy nếu ở cấp độ thứ nhất trong quá trình tiếp nhận, các em mới dừng lại ở việc hiểu tác phẩm thì lên đến cấp độ thứ hai, các em đã lắng nghe được tiếng nói của tác giả và đến một cấp độ cao nhất là các em đã thấy được cái hay cái đẹp của tác phẩm, đồng thời thấy được cái ý nghĩa tích cực mà tác phẩm đó đem đến cho cuộc sống và con người. Vậy khi tiếp nhận một tác phẩm văn học, chúng ta luôn hướng tới một cái đích đó là cảm nhận được cả ba cấp độ. Vậy để đạt được hiệu quả cao trong quá trình tiếp nhận thì người tiếp nhận cần làm gì? đó là những yêu cầu để tiếp nhận văn học có hiệu quả. Yêu cầu thứ nhất là người tiếp nhận luôn không ngừng phải nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Yêu cầu thứ hai là người tiếp nhận luôn phải tích lũy kinh nghiệm, vốn sống của mình để nhìn nhận vấn đề một cách đa diện, nhiều chiều. Và khi đến với một tác phẩm thì người tiếp nhận luôn phải trân trọng tác phẩm hiểu tác phẩm một cách khách quan, toàn vẹn. Và yêu cầu thứ tư, người tiếp nhận phải tiếp nhận tác phẩm một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, hướng đến cái hay, cái đẹp, cái đúng của tác phẩm. Và điều đáng chú ý hơn nữa là khi tiếp nhận tác phẩm, chúng ta không được suy diễn tùy tiện, mà chúng ta luôn phải phát hiện những cái mới trên tầm cao của tri thức, phải thể hiện được tình yêu đối với cái đẹp và sự rung động với những tác phẩm văn chương. Các em thân mến, cô trò chúng ta vừa đi tìm hiểu ba nội dung cơ bản của quá trình tiếp nhận văn học. Để củng cố cho nội dung bài học hôm nay, cô có một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Các em chọn câu trả lời đúng. Câu hỏi 1. Dòng nào dưới đây nhận định đúng về đời sống của tác phẩm văn học? A. À, tác phẩm văn học được coi là hoàn tất sau khi tác giả kết thúc trang cuối b tác phẩm vẫn tiếp tục đời sống của mình khi đến với bạn đọc c tác phẩm được coi là hoàn tất sau khi tác giả qua đời d tác phẩm được coi là hoàn tất khi nó được xuất bản các em đã có câu trả lời của mình chưa đó chính là đáp án b tác phẩm vẫn tiếp tục đời sống của mình khi đến với bạn đọc với câu hỏi này các em chú ý tác phẩm văn học là một sản phẩm tinh thần của nhà văn nhưng đời sống của tác phẩm thì nó thực sự bắt đầu khi đến với bạn đọc. Cô có câu hỏi số 2. Dòng nào dưới đây nêu không đúng lý do vì sao cùng một tác phẩm nhưng có nhiều cách tiếp cận khác nhau? A. Bản chất của tác phẩm văn học là hàm xúc đa nghĩa. B. Mỗi độc giả có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, sở thích, trình độ, kinh nghiệm. C. Tiếp nhận văn học là một hoạt động tự do, ngẫu hứng. D. Mỗi thời đại, người tiếp nhận có quan niệm thị yếu thẩm mỹ riêng. Các em chọn đáp án nào? Đó chính là đáp án C. Ở câu hỏi này, các em chú ý yêu cô hai tính chất cơ bản trong quá trình tiếp nhận văn học. Câu hỏi số 3. Đâu là cấp độ cao nhất trong tiếp nhận văn học? A. Cảm thụ chỉ tập trung vào nội dung cụ thể, nội dung trực tiếp của tác phẩm. B. Cảm thụ nội dung trực tiếp để thấy nội dung tư tưởng của tác phẩm. C. Cảm thụ chỉ tiếp cận phương diện nghệ thuật của tác phẩm. D. Cảm thụ chú ý đến nội dung và nghệ thuật, đồng thời thấy rõ ý nghĩa và sự tác động tích cực của tác phẩm đối với con người và xã hội. Chắc chắn rồi, câu hỏi này các em nhận ra ngay, đáp án D là đáp án đúng nhất. Với câu hỏi này, cô muốn hướng cho các em khi tiếp nhận một tác phẩm văn học, chúng ta luôn hướng đến tiếp nhận được cả ba cấp độ của tác phẩm. Và đặc biệt là chúng ta luôn hướng đến cấp độ số 3 của quá trình tiếp nhận văn học. Để vận dụng kiến thức của bài học ngày hôm nay, cô có một bài tập về nhà sao cho các em. Anh chị hãy lựa chọn một tác phẩm văn học hoặc một đoạn trích văn học và làm sáng tỏ các cấp độ tiếp nhận của văn học với bài tập này cô hướng dẫn các em các em có thể chọn một đoạn văn một đoạn thơ hoặc một bài thơ để các em cảm nhận tiếp nhận nó và tiếp nhận theo ba cấp độ mà chúng ta được học trong nội dung thứ ba của bài học bài học của chúng ta đến đây là hết cô chào tạm biệt các em chúc các em sức khỏe và ôn tập tốt để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi quốc gia sắp tới